Tính thầy đồ xưa nay tiết kiệm, ai mời thầy là thầy không bao giờ từ chối, nhất là dịp tri ân này á, thầy lại càng thích. Theo tớ, tặng gì ăn được là nhanh nhất. Cái đấy cũ quá rồi. Theo tớ thì mua quà tặng thầy, ví như nhà tớ có điều kiện thì mua hạt xoàn tặng, tùy từng hoàn cảnh các gia đình thôi. Tớ không đồng ý so đo bằng vật chất, cái quan trọng là ở cái tâm của mình cơ. Chúng ta sẽ diễn văn nghệ, sẽ đóng kịch, thầy đồ dạy học để tạo bất ngờ cho thầy. Các cậu thấy sao? Diễn văn nghệ, đóng kịch à? Nhưng ai sẽ đóng vai thầy đồ? Hồng Xiêm à? Không, thầy đồ sẽ là xoài. Tớ nói nghiêm túc đấy. Bắt đầu từ chiều mai, chúng ta sẽ tập kịch. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, không là không kịp đâu. Tớ nghĩ đây là món quà vô giá dành cho cha tớ đấy. Đúng rồi. Vợ chồng Phú ông đi xem kịch đấy à? Nghe nói thằng xoài nhà tôi nó vào vai thầy đồ, không biết thế nào nữa. Không khéo chúng nó lại mang thầy ra bêu diếu. Tôi đã định không đi, phen này có khi phải nộp phạt đấy. Không biết cụ thể thế nào, chỉ sợ chúng nó thật thà quá, lại kể tuốt tính xấu của thầy ra. Theo tôi, mọi người không nên lo lắng quá. Bọn trẻ chúng nó giờ thông minh lắm, biết trước, biết sau, biết nên thế nào để tri ân thầy. Lần này mà bọn trẻ có chuyện gì á, là đều do con trai ông bày trò đấy. Chúng tôi là không có chịu trách nhiệm đâu đấy. Được rồi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo rằng vở kịch này sẽ rất ý nghĩa. Đây, tớ ngồi đây, chỗ này của tớ. Hàng này tớ ngồi mà. Không biết, tớ ngồi trước là chỗ của tớ. Mấy cái đứa này, đến giờ diễn rồi mà vẫn cứ náo loạn, chẳng có tí đoàn kết nào cả. Chuyện hàng ngày trước giờ học ấy mà. Chắc là... Ai không muốn học thì ra ngoài, cứ nhào nhào như cái chợ. Có muốn tôi phạt không? Hoan hô! Hoan hô! Ôi, xoài, thằng xoài con tôi đấy mọi người ạ. Xoài, em có nghe thấy tôi nhắc nhở gì không? Học hành là tốt cho em, chứ tôi có được cái gì đâu. Dạ thưa thầy, em biết lỗi rồi ạ. Xoài, mang bài tập lên đây cho tôi kiểm tra bài cũ. Dạ thưa thầy, em chưa làm bài tập về nhà ạ. Học trò làm gì mà chưa làm bài tập? Thưa thầy, hôm qua cha em ốm, em phải mua thuốc, nấu cháo, chăm cha em. Ờ hay, cái thằng bé này, tôi ốm, nó nấu cho tôi bát cháo nào đâu, mà nó lại... kịch mà. Thôi, em ngồi xuống đi. Còn ai trong lớp chưa làm bài tập thì tự giác đứng lên, tôi sẽ khoan hồng. Cái thằng diễn giống mình thế. Các trò không tự giác thì tôi sẽ gọi theo cảm hứng của tôi. Mùa này là vụ Hồng Xiêm ra quả. Ui, Hồng Xiêm chuẩn bị nhá. Bạn mít mật lên bảng. Thầy vừa gọi Hồng Xiêm mà. Nhưng mà tôi thích ăn mít mật, được không? Trò có muốn tôi báo về cho mẹ trò không? Mít mật lên bảng. Để xem con trai mình thế nào nào. Thưa thầy, trò quên chưa học bài ạ. Thế ăn có quên, ngủ có quên không? Miệng trò đang ăn cái gì kia? Nuốt hết đi rồi trả lời thầy. Dạ, những cái đấy trò không quên, nhưng thơ thì trò hay quên ạ. Con ơi là con, cứ bảo sao hay bị thầy phạt, phạt không oan mà. Bài thơ có vài chục câu cũng không học thuộc. Về nhà chép thuộc 30 lần, mai nộp lại cho tôi, kèm theo chữ ký của mẹ trò. Ừ, dạ vâng ạ. Thầy chỉ muốn tốt cho các trò thôi. Các trò lớn cả rồi, nhận thức được cả rồi. Đừng để tôi phải nói nhiều, chúng ta vào học bài mới. Dạ bẩm thầy. Cái vòng bạc của trò. Chuyện này sao nghe quen quen nhỉ? Trò Na đã tìm kỹ chưa? Trò tìm kỹ rồi ạ. Trò tháo nó ra và để nó trên mặt bàn. Trò chỉ quay sang nói chuyện với bạn tí, quay lại không thấy nữa ạ. Chắc là Na để quên ở đâu đấy thôi thầy ạ. Cả lớp trật tự nào. Bây giờ cả lớp đứng lên, nhắm mắt hết cả lại cho thầy soát túi. Hành động của mình
trước sau sẽ bị phơi bày ra trước mặt tất cả các bạn. Mình sẽ bị gọi là thằng ăn cắp, một kẻ nói dối. Và hạnh kiểm của mình sẽ bị hoen ố mãi mãi. Có thể sẽ phải lên gặp quan. Có nên thú thật khi thầy tìm thấy cái vòng bạc ấy trong người mình không? Tại cái vòng bạc ấy đẹp quá. Mình nhớ ra rồi, một chuyện ta dường như đã quên và chưa kể với ai mà nhóm học trò này lại biết được. Lạ thật. Thầy đã kiểm tra xong rồi, các trò mở mắt ra và ngồi xuống đi. Thầy đã tìm thấy cái vòng bạc. Cái vòng này có phải của Na không? Ôi, thầy tìm thấy được rồi kìa. Thầy tìm được ở đâu thế nhỉ? Không biết là ai lấy nó nhỉ? Vâng, nó là của trò ạ. Thế trò lên nhận lại và từ lần sau cẩn thận với trang sức của mình nhớ. Thế còn kẻ trộm ạ? Ai đã lấy nó vậy thầy? Cả lớp, trật tự nào, mít mật. Dạ, thầy gọi trò. Đi giặt giẻ lau bảng cho thầy nhanh lên. Còn cả lớp thì hết giờ rồi. Ai chưa đóng tiền phạt thì báo cha mẹ nộp sớm. Nhà tôi sắp hết tiền đóng gạo rồi. Hoan hô! Hoan hô! Và thưa thầy và mọi người, hôm nay trò xin được giới thiệu nhân vật đặc biệt, người có thật trong tiểu phẩm vừa rồi ạ. Xin mời anh. Tại sao các học trò của ta có thể biết được chuyện này chứ? Dạ thưa thầy, trò chính là người năm xưa lấy cái vòng bạc đó mà thầy không xử phạt đấy ạ. Thế hệ sau của thầy đã dựng lại việc này, trò rất lấy làm cảm động. Thú thật với trò, thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy chiếc vòng bạc ngày đó. Bởi vì khi thầy xoát túi các trò, thầy cũng nhắm mắt. Thầy nghĩ rằng việc lấy chiếc vòng bạc đó là một hành động nhất thời bồng bột của các trò. Thầy không muốn hành vi đó lưu lại trong trí nhớ của các trò như một vết nhơ, mà muốn đó như là một bài học để rút kinh nghiệm. Cho nên, tốt nhất, thầy không nên biết người đó là ai và cũng không nên nhắc lại việc đó. Vì thầy tin rằng trò nào đã lấy sẽ tự biết sửa đổi để trở thành người tốt hơn. Giáo dục là làm cho con người biết hướng thiện. Giáo dục không phải là sự trừng phạt. Ôi xúc động quá, không ngờ thầy đồ lại. Bọn trẻ biết khai thác câu chuyện này, thật xúc động. Bọn trẻ này đáo để thật đấy. Hồng Diêm thật tài khi tìm được câu chuyện này. Tất cả là tình cờ thôi mà.